Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Hội Xuân mang tên Học sinh Nguyễn Huy Tưởng Đông Anh vì một Việt Nam bền vững. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Huy Tưởng và Trung tâm Anh ngữ IELTS Việt Nam. Chương trình nhằm tạo cho các em học sinh có cơ hội được tìm hiểu, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng thời, Hội Xuân cũng mang đến những trải nghiệm hoạt động bằng tiếng Anh theo phương pháp sáng tạo là sân chơi để học sinh thể hiện và phát huy khả năng tiếng Anh. Hội Chợ Xuân năm nay cũng như mọi năm thì bao giờ Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Huy Tưởng chúng tôi cũng có một sự chuẩn bị. Thứ nhất là có các cái đội chạy gồm các lớp được phân chia và có sự vào cuộc của tất cả mọi giáo viên này, học sinh này, cha mẹ, phụ huynh và các con. Với những cái chủ đề được xây dựng thì cái phần thi là từ cái phần tranh biện cho đến chỗ là thi tài năng, rồi tổ chức hội chợ ẩm thực, tổ chức các gian hàng vui xuân, trò chơi dân gian, đặc biệt là có cái màn đồng diễn vũ điệu chào xuân, và cuối cùng là có một cái chương trình quay số, sổ số vui xuân để làm thiện nguyện cho tất cả các học sinh nghèo và các những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn huyện. Con nghĩ là khi mình đã là một công dân Việt Nam thì mình cần phải hiểu rõ về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và những cái giá trị cốt lõi của đất nước mình, để khi mà sang nước ngoài thì mình sẽ hòa nhập chứ không phải là hòa tan. Hội Xuân 2024 là hoạt động mang đậm chất văn hóa Việt, là sân chơi được tổ chức với các phần thi thể hiện trí thông minh, tình cảm, nguyện vọng của thầy trò Trường Trung học Cơ sở thị trấn Đông Anh. Người tham gia còn có thể theo dõi các tiết mục văn nghệ sáng tạo. Đây cũng là dịp để các em học sinh có cơ hội được rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và giao lưu văn hóa, đem đến cho các em học sinh và các thầy cô giáo một không khí vui tươi, hân hoan trong những ngày năm mới đang cận kề. Đâu ai biết trước tương lai, khó khăn cũng không dừng lại. Ngại gì sai, ngại gì sai, cần gì mà mình phải giống ai, giống ai, giống ai. Tìm một giấc mơ tôi lạc vào, chạm lên hàng nghìn ngôi sao. Một điều ước mơ như xa xôi, giờ đang cháy trong tim tôi. Và tôi biết khát khao trong tôi, rọi soi niềm tin dẫn lối. Tôi vẫn tin rằng sẽ có một ngày được là chính tôi trong đời. Là một ngôi sao trên cao, rực rỡ trong đêm riêng sắc màu. Bay lên, cao lên, đừng lắng lo chặng đường xa. Đam mê trong ta bứt phá lên theo những nhịp đập. Ta chỉ sống một lần mà thôi, vậy thì ngại gì xa. Lắm khi ta mệt nhoài, đâu ai biết trước tương lai, khó khăn cũng không dừng lại. Ngại gì sai, cần gì mà mình phải giống ai, giống ai, giống ai. Tìm một giấc mơ tôi lạc vào, chạm lên hàng nghìn ngôi sao. Một điều ước mơ như xa xôi, giờ đang cháy trong tim tôi. Và tôi biết khát khao trong tôi, rọi soi niềm tin dẫn lối. Tôi vẫn tin rằng sẽ có một ngày được là chính tôi trong đời. Là một ngôi sao.